bây giờ hiện tại là buổi chiều ngày 22 tháng 11 thì chúng tôi vừa bàn giao xong cho nhà anh Đô ở tại Cát Trù, cầm kê Phú Thọ một bộ trường kỳ gỗ lim đây. Hiện tại là buổi chiều tối nhưng là quý vị không nhìn rõ, hôm trước tôi đã quay video mộc cũng như là sơn hoàn thiện rồi, quý vị có thể xem video trước chúng tôi. Hôm nay chúng tôi bàn giao và quay lại một video làm kỷ niệm với anh Đô ở tại xã Cát Trù, cầm kê Phú Thọ nhé. Mọi người nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng ở đầu gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0957 50 86. Sửa hàng tôi cũng rất gần nhà anh thôi, cách có 4 cây thôi. Ok, xin chào mọi người nhé.